Và các bạn nhớ nha, trong cái quá trình mà các bạn luyện tập đó, để mà các bạn có thể là tăng cơ giảm mỡ cũng như là tăng sức bền luyện tập lên hiệu quả hơn, thì các bạn trước khi tập có thể là uống một cốc soy protein để hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tăng cơ giảm mỡ hiệu quả hơn cũng như là tăng sức bền chúng ta luyện tập lên.